Thắng thông báo cho các bạn biết một tin, đó là ngày hôm nay Thắng không ở cái ngôi làng Kim Cương nữa. Bây giờ mà sinh tồn mà cứ ở cái ngôi làng Kim Cương thì có cái quái gì mà chơi nữa. Sinh ra từ vạch đích điều nên là nó không thích. Thắng thích sinh ra từ cái vạch xuất phát cơ, cho nên là nó chuyển sang cái ngôi làng khác. Nhưng mà số của Thắng đen lắm, Thắng chuyển sang cái ngôi làng khác không như là cái ngôi làng Kim Cương đâu. Đây nè, cho mọi người xem nè, cho các bạn xem cái con này nó là con gì. Đó, 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 các bạn nhìn thấy chưa? Thắng không dám thò mặt lên, Thắng chỉ dám nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống. Bây giờ mà nhảy lên là nó nhìn thấy Thắng luôn. Đây nè, đó, đó, oh my god, nó đang nhìn thấy Thắng rồi kìa. Chạy thôi mấy bạn ơi, từ 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 từ, chạy ra đây lói lốt đã. Các bạn có biết các con đó là con gì không? Đó chính là mấy cái con quái vật gen đột biến, con creep gen đột biến luôn. Và ở cái vùng đất này toàn những cái con quái vật mốt đột biến thôi, không phải là mỗi con creep này đâu. Con gì là cũng đột biến luôn, mấy con quái vật mốt. Thôi xong Thắng rồi, chạy thôi mấy bạn ơi. Vô đây, vô đây. Ê, sao chỗ này là còn hang cụt thế này? Lên nào, lên nào, lên nào. Ui, ui. Oh my god, oh my god. Trời ơi, nó còn sinh ra mấy con creep con kìa. Ui, 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 ui. Thôi xong, phải bơi xuống thôi. Dưới này toàn ca hề luôn. À, đây, 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 bên này, bên này, bên này, bên này. À, có ca hề kiểu gì cũng có nhiều cá. À, solo, ui. Oh my god, may mà mình bơi xuống đây đấy. Ui, mấy ơi, nhìn này, nhìn này, nhìn này. Trời ơi, ở đây có một quả trứng này. Hình như cái quả trứng này là quả trứng creep rồi. Quả trứng creeper là ra mấy con creeper con này nè. Uầy, bạn đây, bạn đây, bạn đây, bạn đây. Bạn đừng có loại đây. Uầy, đúng là mấy cái con gen đột biến có khác. Thằng đúng từ xa mà nó vẫn lỗ được. Mà nó lỗ ở dưới nước nha. Thắng còn bị sát thương luôn. Uầy, nhưng mà cái quan trọng nhất đây là quả trứng này. Thắng sẽ trả thù bằng việc ăn cắp cái quả trứng của con creep mẹ kia. Do nhưng mà lấy kiểu gì đây? Bây giờ lấy cái nó vỡ thì làm sao? Ui, 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 nó chạy được đi này mấy bạn ơi. Nhìn này, nhìn này. Chạy nè, chạy nè, chạy nè. Ơi, Thắng đang định nhảy lên nó để cho nó vỡ nhưng mà nó không vỡ. Để, nó biết chạy luôn, nó biết chạy luôn. À, Thắng nghĩ ra một cái kế hoạch này rồi mấy bạn ơi. Đó là Thắng sẽ lấy cái quả trứng này về, Thắng nuôi nó. Tất nhiên khi mà cái quả trứng nó lở ra, nó nhìn thấy Thắng đầu tiên thì nó sẽ tưởng Thắng là mẹ nó. Xong bắt đầu là điều khiển nó, Thắng dạy dỗ nó cho nó đi tấn công. Wow, tấn công mấy con creep con mấy con chật trâu này. Ok mấy bạn ơi, rồi bây giờ sẽ mang nó về nhà này. Không biết là có cầm được nó lên không. Wow, yeah. Tèn tèn, được ngay một em trứng rồi. Wow, wow. Các bạn ơi, cái hang bên này nghe có vẻ cực kỳ là kỳ lạ. Trời ơi, mấy bạn đây, mấy bạn đây, mấy bạn đuối nước ấy, đừng có đuổi mình. May mà mấy cái con đuối nước này nó không đột biến gen đấy. Nó mà đột biến gen chắc là nó bơi nhanh gấp 1000 lần, nó túm cổ Thắng luôn, túm chân của Thắng luôn, lôi lại luôn. Ui, mấy con chó kìa. Ok, có 3 con chó luôn. Hay là mình sẽ bạn đây. Đừng có quánh mình nha. Thôi tốt nhất là các bạn ơi đi ra khỏi cái hang này nguy hiểm lắm. Nhưng mà có 3 em chó này, mình sẽ cứu 3 em chó này đã. Tại vì chỗ này xa nhà quá nên không là mình sẽ thuần hóa một em chó mang về để cho trong nhà. Lâu lắm rồi mình không thuần hóa bé sói nào để về nhà chung nha. Đâu cái xẻng của Thắng đây rồi. Nào em ơi, lên đây, lên đây. Ơ, mình lấy cái xẻng ra rồi mà. Ơ, trời ơi, cái xẻng của mình hỏng từ bao giờ ấy. À, bọn nó lên được mà sao không biết bơi ra đây này, mấy con chó ngu này. Đây nè, đây nè. Đó, rồi cho nó lên nhá. Đập một khối block này để cho nó bơi lên nào. Ok, bơi lên được chưa? Còn đây nữa này. Đây nữa này. Đây nữa này. Đấy, đã giải cứu thành công 3 chú chó này nhưng mà nó vẫn chưa biết lên. À, nó đang bơi. Ôi giời ơi, mấy con chó này nó biết bơi mà Thắng cứ tưởng nó bị ngạt nước cơ. Các bạn nhìn cái ngôi làng này mà xem này, mấy cái ông dân làng trồng cực kỳ là nhiều hoa cúc luôn. Mấy cái hoa đỏ là hoa gì mình quên mất rồi nhưng mà bao nhiêu luôn. Nhìn xung quanh này, wow, ghê chưa. Thắng chưa từng tới cái ngôi làng nào mà trồng nhiều hoa như thế này luôn. Chỗ lại ơn nhưng mà sao chả thấy con ong nào nhở. Nhìn nhiều hoa như thế này nhưng mà Thắng chả thấy cái con ong nào nhở. Đây đây, không phải độc chéo nha. Đi tới đầu kia mà xem này, bên kia thì toàn hoa tím rồi. Uầy, thế này mà có cái đợt mà Thắng đập hoa ra kim cương ra vàng ấy, thế này ui đập dần ba bao nhiêu luôn biết ơi. Ui, trời ơi, trên núi này rồi. Ui giời ơi, nhiều kinh khủng khiếp luôn. Trên này này, đấy, trên này nữa này. Ui giời ơi, không phải tin lỗi luôn. Chắc là cái ngôi làng này ấy, mấy cái ông dân làng mộng mơ lắm đấy, yêu đời lắm thì mới trồng nhiều hoa.
Cay thế chứ, lại không hiểu mình đi kiểu gì mà mình lại bị rơi xuống cái hố này nữa. Cả cái con ngựa này không biết nhìn à. Thế là cả hai người đều rơi xuống cái hố này. Bây giờ lại phải chui lên này. Lên nào cái con ngựa kia, lên đi. Rồi ôi, đây, nó lên được rồi. Trời ơi, không biết ai đào ra cái hố này. Cái hố này chỉ có mấy con creep. Thôi, đứt dây rồi. Cái dây chão của mình đâu mất tiêu rồi. Ế, rồi nhá, đào bậc thang nghe rồi, đừng có bảo là không lên. Đấy, lên được rồi. Nhiều hoa quá, hoa hết cả mắt luôn. Mà cái ngôi làng của Thắng đâu mất tiêu rồi. Đây rồi, ngôi làng của Thắng đây rồi. Có bạn nào chơi Minecraft giống Thắng một suốt ngày liên tục đổi chỗ ở luôn. Hôm nay lại không có nhà rồi. Thôi, chốt tóm lại là Thắng sẽ không xây nhà thêm nữa, Thắng sẽ đi ở nhờ cho nó lành. Suốt ngày chuyển để xây nhà mệt lắm. Bây giờ mình sẽ ở cái ngôi nhà đầu tiên này. À thôi, ở cái ngôi nhà ở giữa đi. Ở ngôi nhà đầu tiên các bạn nghe có vẻ hơi bị cô đơn, nên là Thắng sẽ chọn cái ngôi nhà ở giữa. Đợi, ôi, ngôi nhà nghe có vẻ là hơi bị to đấy. Có ông dân làng nghe rồi, cắm ngựa ở đây luôn. Ui, thôi, bị lang đâm một phát vào gốc lang luôn. Bây giờ là phải đi về ấp cái con creep này đã mấy bạn ơi. Nhưng mà ấp con creep này ra đâu bây giờ? Ê, sao số của Thắng đỏ ấy nhở? Vừa hay Thắng đào xong cái hang này là trời nó mưa, nó giông bão to, sấm chớp ùng ùng. Nhưng mà theo Thắng tìm hiểu ấy thì trời có sấm chớp, cái quả trứng này nó sẽ lở ra nhanh hơn. Nên là Thắng sẽ đặt nó xuống đây. Xong bắt đầu là Thắng sẽ đặt mấy cái quẹt đồng này để cho nó hút sét. Một này, hai này, ba này, bốn này. Uầy, đứng im nha, mày đừng có chạy nhá. Giờ đi lên này, cầu thang của mình đâu, mày của cầu thang đấy. 1, 2, 3, 4, ok, đi lên thôi. Mới đầu là Thắng định xây Thắng bao phủ kính ở xung quanh đây này. Nhưng mà thôi, để như này thì sét nó bị oánh xuống rồi chứ. Mà chạy ra nhanh lên không là sét nó oánh phát là cháy chân. Uầy. À không phải, mình bị ngã nên mình đau, chứ không phải là sét nó oánh nha. Uầy, chơi. Ui dồi. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy con zombie này nó bị nhiễm độc sao? Ui. Oh my god. Trời ơi. Thôi quả này xong Thắng rồi. Toi. Ui, Thắng mất tiêu rồi. Ôi giời ơi, may quá trời nó tạnh mưa rồi. Thảo nào trời mưa sấm sét, bọn zombie đột biến kia nó xuất hiện nhiều thì cái quả trứng này của Thắng nó mới nhanh lở. Nhưng mà ui, mấy bạn ơi nhìn kìa. Nó sắp lở tới nơi kìa. Nhanh tay, đậy kính vô, không là toi luôn. Yo. Ui, mấy bạn ơi nhìn đây nè. Nó sắp lở rồi. May mà Thắng phát hiện kịp đấy. Không là nó lở, nó chạy đi luôn. Nó lại nhìn thấy cái con zombie kia ấy, thì nó lại thấy con zombie liền mẹ, xong rồi nó tấn công Thắng rồi ơi. Nhưng bây giờ nó sẽ nhìn thấy Thắng là mẹ. Nhưng mà trời nó tạnh mưa rồi mấy bạn ơi. Chắc là Thắng sẽ ở trong này, Thắng đợi cho nó lở ra mất. Trong lúc là Thắng đợi cái quả trứng này lở ấy, Thắng sẽ đi bắt con cá Alosso, con cá Axolot. Các bạn có biết làm gì không? Đó là Thắng sẽ đột biến gen cái con Axolot này để cho nó có sức mạnh cơ bắp 6, 7, 8, 9, 10, 100 mũi. Bởi vì ở cái vùng này có một loại gen đó là gen đột biến, nên là Thắng có thể chế tạo ra thuốc gen đột biến được. Lên đây là phải đóng cửa lại đã, phá cái cầu thang này ra. Hy vọng khi mà nó quay lại là nó sẽ lở ra một con creeper con. Đây, Thắng đã xây sẵn một cái chuồng. Quên, sao lại gọi được cái chuồng làm cái bể bơi Axolot? Thằng nào bắn thắng. Ở đâu đây? Có ai nhìn thấy nó không? Mấy bạn ơi, các bạn có nhìn thấy nó? Sao Thắng không nhìn thấy nó? Nó bắn sượt. Đây. Con này. May mà nó không phải là con creep. May là nó không phải là con scare đột biến đấy. Thì bắn cung tên mấy Thắng ạ. Ui giời ơi, hai phát là lo nghèo ngay. Đây này, đầu tiên là cho các bạn xem cái thuốc gen đột biến nó chế tạo như thế nào đã. Mở cửa ra nha. Có hai cách chế tạo. Một là chúng ta sẽ dùng rương chế tạo. Đồ của mình đây. Đấy, dùng hắc diễn thạch này với cái lọ thuốc có thể lém được nhá. Chế tạo ra lọ thuốc ở giữa này, xem nào. 1, 2 thành dấu cộng hắc diễn thạch nhá. Đó, có ngay một chai thuốc đột biến gen. Và cách thứ hai là chúng ta có thể chế tạo ra thuốc, dùng cái dàn thuốc của cái bác dân làng này. Đó, cho 1 lọ, 2 lọ, 3 chai. Rồi xong bắt đầu là cho hắc diễn thạch vô. Thì cái bước này chúng ta sẽ tốn nhiều cái chai nước hơn. Nhưng mà chúng ta rồi các bạn ơi, hình như thiếu cái gì nhở. Đấy, Thắng quên mất bột quỷ lửa. Có cả bột quỷ lửa nha. Thế này, cho bột quỷ lửa vào. Xong bắt đầu là đợi nha. Nó sẽ biến ra một cái lọ thuốc gọi là Chemicac X. Nào, thuốc đậu có ngay. Uầy, chế tạo bằng dàn pha thuốc thì chúng ta sẽ được nhiều thuốc hơn. Nhưng mà phải tốn công đi gặp bọn quỷ lửa, lên bột quỷ lửa. Đợi, 1, 2, 3, 4, rồi. Lém vào ông dân làng thì ông dân làng sẽ
biến thành ông dân làng đột biến trở lên Ngusion. Đúng rồi, chỉ có thể lém vào bọn zombie thì bọn zombie mới trở lên thông minh thôi, còn lém vào người tốt thì người tốt sẽ trở lên Ngusion. Rồi bây giờ đi bắt con Asoroth này, nhưng mà từ từ thằng phải ghé tham quan xem là con clip lở chưa đã. Ui, oh my god mấy bạn ơi, con clip nó lở xong là nó chạy đi mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, không thể tin được luôn. Nó đi kiểu gì mà kính của thắng không bị vỡ nha, mà đất không đào nha. Hay là trứng nó lổ ra, hay là hay là trứng nó bị hỏng nhở. Đúng rồi, thì chỉ có trứng hỏng thì nó mới không lở ra thôi. Chứ bây giờ nó lở ra thì nó phải ở dưới này chứ. Hay, coi như là cái thí nghiệm ngày hôm nay còn thất bại rồi. Bây giờ đi bắt con Axolotl vậy. Ôi mấy bạn ơi, nhìn kìa, các bạn có nhìn thấy gì không? Đây nè, một ổ trứng clip luôn. Yo yo yo, thế lại tha hồ mà mang về nha. Nhưng mà bây giờ xuống đây kiểu gì bây giờ? Bây giờ chỗ này cao lắm này. À may quá, ở bên dưới có nước. Rồi, bên dưới có vũng nước này. Nhưng mà đang có một con clip, con bảo vệ gặp. Ui, hình như quả kia nó sắp lở kìa. Ui, trời ơi, nhiều thế này thì kiểu gì cũng lỡ ra một con rồi, nó không bị hỏng trứng như phát lấy lướt tên tên lên rồi. Xuống. Rồi 1, 2, 3, thằng sẽ đếm đến 3, thằng sẽ nhảy xuống nhá. Làm 1, 2, 3, nhảy tên. Nhảy xuống đây mà, chứ có phải là nhảy mãi một chỗ như này đâu. Làm 1, 2, 3. Wow, ui ôi, số của mình may mắn, nhân phẩm của nó tốt nên nhảy xuống không bị làm sao. Why, thôi xong, trời lại mưa rồi, thằng sắp giờ gặp nguy hiểm rồi. Ôi hà, xíu lờ lơ xuống đây. Đây rồi. Nhưng mà tiêu diệt cái con clip bảo vệ đã. Đây, con này, ui bắn sượt kìa. Nó nhìn thấy đáng rồi bạn ơi, nó nhìn thấy đáng rồi. Nào, mình nhô đầu lên con clip kia. Đậu, nhô đầu lên bạn ơi, nhô đầu tiếp lên. Rồi ôi, tưởng gì. Ôi, sấm sét nó oánh ghê thế nhở. Nghe có vẻ mày hơi bị nguy hiểm nè.